Chào bà con, mình tên là Lê Trung Thực, mình là một chuyên gia vô sinh. Thì hôm nay Trung Thực xin chia sẻ với bà con là về cái bệnh là phù mắt, quẹo cổ ở ếch. Thì bà con biết, chúng ta thấy là con ếch chúng ta thường là chúng ta thấy là con nó bị là con mắt nó bị phù hoặc là nó bị đục hoặc là bị mờ và cái cổ nó bị niễn vào một bên, thì nó bị quẹo cổ. Thì chúng ta thấy là những con ếch như vậy thì cái nguyên nhân nó do từ đâu? Đa số là nó do cái vi khuẩn gây ra, môi trường chúng ta dơ thì nó cũng bị gây ra làm cho ếch nó bị con mắt nó bị mờ đi, nó đục đi. Ngoài ra thì chúng ta thấy là có thể là chúng ta sử dụng là các cái hóa chất hoặc là chúng ta tạt diệt khuẩn hoặc là chúng ta tạt một số cái hóa chất cao liều quá và nó sẽ làm cho cái mi mắt, cái niêm mạc của con ếch nó bị vỡ hoặc là sưng hoặc là nó bị phù, bị trắng đục đi. Ngoài ra nữa thì một cái nguyên nhân nữa là chúng ta thấy là nó bị là do là dị tật bẩm sinh, do cái nguồn gen từ bố mẹ, hoặc là chúng ta thấy là con ếch có khi là cũng thiếu khoáng, thiếu dinh dưỡng, đa số là ví dụ như thiếu kali là hoặc là canxi thì nó cũng bị là tật bẩm sinh. Một cái điều nữa là nếu như một con ếch nó có gan thận mủ hoặc là nó gan nó bị gan tị hoặc là nó gan của nó xấu, gan của nó bị sưng hoặc là gan bị đỏ, là thận thì nó bị là nó bị mủ hoặc là nó bị là tổn thương cũng gây ra ảnh hưởng đến cái mắt của nó bị là bị mờ hoặc là bị mù đi. Rồi ngoài ra nữa, trong cái quá trình mà đa số là chúng ta điều trị, chúng ta cho ăn nó quá liều về cái mặt kháng sinh ăn quá nhiều nó sẽ làm tê liệt các cái hệ thần kinh và làm cho con ếch mình nó bị dị tật, nó bị quẹo cổ. Thì một số các cái nguyên nhân như vậy, gặp cái trường hợp này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Chúng ta sẽ kiểm tra coi con ếch của chúng ta nó bệnh như thế nào, rồi chúng ta sẽ có một cái phương hướng giải quyết. Như vậy thì chúng ta sẽ giải phẫu con ếch và chúng ta kiểm tra gan, ruột, thận, tỵ của con ếch. Thì chúng ta thường là chúng ta sẽ làm sạch cái môi trường trước. Là chúng ta sẽ làm đánh cái yuka để xử lý các cái môi trường, rồi chúng ta sẽ là sử dụng cái HP10 để cho nó hạ phèn và kiểm tra một số môi trường. Về cho ăn thì chúng ta sẽ cho ăn cái neo diêm khoảng 5 đến 7 gram trên ký ăn thức ăn. Chúng ta cho ăn liên tục trong 2 ngày. Khi mà con ếch nó hết bệnh thì chúng ta sẽ bổ sung lại cái giải độc gan cho nó là cái BGUSA Plus hoặc là Hepawan để mà giúp cho con ếch nó tái tạo được cái gan, tái tạo hồng cầu, và chúng ta bổ sung thêm Glu-B12 để giúp cho con ếch nó tăng sức đề kháng và nó khỏe và nó tái tạo hồng cầu lại. Thì đó là cái quá trình mà chúng ta điều trị cho con ếch nó được khỏe. Chúc cho bà con mình chăm sóc, quản lý, kiểm soát được các môi trường cũng như quản lý được ếch chúng ta được tốt. Xin chân thành cảm ơn. Âu Mỹ AEC là thương hiệu dẫn đầu trong ngành chế phẩm sinh học và thuốc thú y thủy sản, tiên phong trong lĩnh vực tư vấn thiết kế mô hình nuôi. Âu Mỹ AEC luôn đồng hành cùng bà con và mang đến hiệu quả trong từng vụ nuôi.